Thưa quý vị, Hà Nội dẫn đầu cả nước về thu ngân sách. Hay xử lý hơn 70% kiến nghị của người dân qua ứng dụng AI Hà Nội sẽ là nội dung đáng chú ý trong cụm tin vắn về kinh tế xã hội. Bộ Tài chính vừa công bố tổng thu ngân sách nhà nước thực hiện trong tháng 7 ước đạt gần 150.000 tỷ đồng, bằng 9% dự toán. 7 tháng đầu năm con số này ước đạt gần 1,2 triệu tỷ đồng, bằng 70% dự toán và tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, Hà Nội đã vượt thành phố Hồ Chí Minh để dẫn đầu danh sách khi báo nộp về 337.200 tỷ đồng, đạt 83% dự toán pháp lệnh năm và tăng mạnh 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Chiếm phần lớn trong số này là các khoản thu nội địa, thu từ dầu thô thu, từ hoạt động xuất nhập khẩu. Khoản thu từ tiền sử dụng đất tại thủ đô đã tăng gấp 4 lần cùng kỳ năm ngoái, đạt 16.800 tỷ đồng. Theo Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, tính đến ngày 15 tháng 8, đã có hơn 130.000 cán bộ công chức viên chức cài đặt ứng dụng công dân thủ đô số AI Hà Nội. Hơn 545.000 người dân tiếp cận và sử dụng. Đã có hơn 3.200 ý kiến phản ánh của người dân gửi qua ứng dụng AI Hà Nội. Số lượng phản ánh kiến nghị đã xử lý đạt hơn 70%. Cùng với việc tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, thành phố đã ghi nhận 285 ý kiến góp ý của người dân. Đa số góp ý xây dựng, hoàn thiện ứng dụng AI Hà Nội và một số góp ý về vấn đề giao thông, môi trường, y tế, du lịch. Sau chuỗi ngày giao dịch khá ảm đạm, thị trường chứng khoán trong nước ngày hôm nay đã có phiên sôi động trở lại với lực cầu mạnh mẽ ngay từ phiên sáng và lan tỏa trên diện rộng. Thanh khoản tăng vọt, VN Index vụt tăng thêm gần 30 điểm lên trên 1.250 điểm. Nhóm cổ phiếu bất động sản và chứng khoán tăng mạnh. Thanh khoản trên sàn HOSE đạt 22.730 tỷ đồng. Một số chuyên gia đánh giá thị trường đang có tín hiệu tích lũy động lực ổn định với sự hồi phục thanh khoản và chỉ số.